Đây là những con rắn mồi mà mình đã bắt được. Bây giờ mình sẽ sơ chế mổ bụng, bỏ phần nội tạng và tiến hành nướng. Mình sẽ nướng mồi, tức là mình để nguyên con rắn mồi và mình nướng nha. Đây là rắn mồi sau khi mình đã mổ bụng và mình sẽ ngâm qua với rượu. Các bạn lưu ý là do rắn mồi nó có cái mùi hôi đặc trưng nên chúng ta phải ngâm qua rượu để rửa, sau đó rửa sạch lại để nó tẩy hết cái mùi hôi đặc trưng của con rắn mồi đi nhé. Để nướng thì mình sẽ nướng với lửa than. Bên đây có bếp than. Hôm nay mình nướng ở trong một cái khu rừng rất là đẹp. Các bạn có thể thấy mình nướng ở ngay này, nơi mình tiến hành nướng rất là đẹp. Và trở lại thì sau khi nướng với than thì mình sẽ chấm với mùi ớt đâm. Đây là mùi ớt đâm mà mình đã đâm sẵn. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhóm bếp. Bạn lưu ý là do ở trong khu rừng nên sau khi mình nướng và làm xong thì mình sẽ chập toàn bộ lửa nhé, để đảm bảo an toàn. Mình nướng bằng than củi nên nó sẽ tạo ra cái mùi thơm rất là đặc trưng cho con rừng mồi, thay vì mình chiên hay xào. Để ý thấy phần than đã cháy đỏ, bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng và lưu ý là cho than vừa phải để nó chín dần, chứ không nó sẽ rất dễ bị cháy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng. Sau khi nướng chín, vì cái này là nướng mồi nên mình sẽ để nguyên cả vải. Sau khi nướng chín thì mình sẽ cào cái phần vải ra đi. Cũng như các món khác mình phải làm vậy, mình sẽ nướng nguyên vậy luôn. Bình thường thì nướng như vậy mất khoảng 15 phút nó sẽ chín. Các bạn có thể thấy những con rắn mồi này nó rất là béo ngậy. Các bạn nên dùng kẹp để giữ nó lại, tránh bị cong. Cái con rắn mồi khi nó chín nó sẽ rất dễ bị cong nên mình sẽ kẹp lại. Rất là tuyệt vời. Mình bắt được khá nhiều và nhốt lại 5 con, nhưng bây giờ mình chỉ nướng 3 con thôi nhất, bởi vì mình chỉ thưởng thức một mình. Nếu cảm thấy ngon thì mình sẽ làm tiếp và cả nhà mọi người cùng thưởng thức. Những rắn mồi này nó sống quanh nhà mình, bởi vì quanh nhà mình có nhiều bụi rậm, nó khá mát mẻ nên rắn mồi nó sống rất là nhiều. Đây, các bạn có thể thấy nhìn rất là đẹp, những con rắn mồi rất là béo. Mình mổ và bỏ hết toàn bộ phần nội tạng nhé các bạn. Một số người thích giữ lại phần đầu nhưng mình thì không thích nên mình bỏ phần đầu trước luôn rồi. Mình chỉ lấy phần thân và phần đuôi thịt. Nướng khoảng 5 phút thì cảm giác mùi nó đã rất là thơm. Các bạn có thể thấy đây, nó mùi của mình nướng cực kỳ thơm luôn. Mình sẽ trở đều để đảm bảo nó không bị cháy. Sau khi nướng khoảng 10 phút thì con rắn mồi của mình nhìn chúng nó đã vàng vàng rồi.
cái phần chảy đen đó là thật ra là cái vỏ da bên ngoài thôi, phần vảy. Đằng nữa mình sẽ cào phần nó đi, vì thực ra mình cũng chẳng ăn vảy nó đâu. Mình sẽ nướng thêm một lát nữa là có thể thưởng thức được món rằng mối nướng mòi. Theo quan sát của mình thì rằng mối nó đã chín đều rồi. Bây giờ mình sẽ đem xuống và cào bỏ phần vảy rồi thưởng thức. Nếu thấy video mình hay, các bạn đừng quên để lại một like, share video cho bạn bè cùng biết nha. Đặc biệt là các bạn hãy bấm đăng ký để đón đợi những video mới nhất mà mình đăng lên. Nó chín rất là mềm, thịt nó mềm luôn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức rằng mối nướng mòi, chấm bên muối ớt đậm. Đây là rằng mối sau khi mình nướng xong. Bây giờ mình sẽ cào bớt phần vỏ nha các bạn. Các bạn thấy thịt nó chín vàng và trong nó còn màu trắng rất là đẹp. Sau khi nó chín rồi thì phần vỏ cực kỳ dễ cào, chỉ cần đẩy nhẹ là toàn bộ vảy nó bên ngoài nó từ đồng rơi ra hết luôn. Để lộ phần thịt bên trong rất là trắng. Chỉ mình có thể lộ bằng tay. Các bạn có thể thấy là phần thịt rằng mối sau khi mình bóc ra nó rất là trắng. Phần vảy mình đã bóc hết sạch rồi. Phần thịt, phần thân của con rằng mối, còn bên kia là còn phần đuôi thì mình sẽ bóc vỏ bán sau. Bây giờ mình sẽ thưởng thức phần thân này nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức món rằng mối nướng sa tế chấm với muối ớt nhé. Bây giờ mình sẽ thử đây. Sẽ ra như những thịt gà vậy. Giờ mình sẽ thử phần này. Chọn một miếng to, ăn cho nó đã. Quá tuyệt vời. Thịt của nó rất là dai, ngon cực kỳ. Dai, dai, ngọt và rất là thơm. Không còn cái mùi hôi ban đầu của con thằng mũi nữa. Quá tuyệt vời. Mời các bạn nhé. Quá ngon. Đây là một trong những loại thịt mà mình ngon nhất từng ăn luôn. Ngon hơn thịt gà rất nhiều. Không ngờ này ngon cũng vậy. Có lẽ mình sẽ làm món này nhiều lần nữa. Tuyệt vời. Rất là dai. Quá tuyệt vời. Mọi người thấy không? Thịt nó như thịt gà, thân là thịt gà. Tăng mũi mồi làm mời mùi ớt đâm thì ngon, còn xương 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 sống có lẽ mình sẽ không ăn. Con xin nó rất ngon. Nếu thấy video mình hay và cũng thú vị, cho mình một like, share video này cho bạn bè cùng biết. Đặc biệt
bấm đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Video mới nhất mình sẽ đăng lên và các bạn sẽ nhận thông báo đăng ký hoàn toàn miễn phí. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ video của mình trong các video tiếp theo. Quá tuyệt vời. Mình sẽ kết thúc video này ở đây và tưởng thật tiện hai con còn lại. Tạm biệt các bạn. Con tên đi, dạy thì không hoa.